các bạn luôn. Ở chỗ này ta có một cái view cực đẹp ở ngay chỗ bãi trung tâm, đường xuống bãi trung tâm. Chúng ta thấy là cái khung cảnh quá là đẹp luôn, gió cực mát nhé. Cảnh khá đẹp đúng không? Đẹp và nét. Từ nền trời đến màu nước biển cũng như là màu trắng của đá sỏi núi đồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham quan khu vực eo gió của một trong những cái khu du lịch của Quy Nhơn, Bình Định. Đây là giếng của bà Tiên đây nha. Mình ở bên phải, mình rẽ phải sẽ thấy biển, mình rẽ phải là đây khu vực của núi Rồng và giếng Tiên. Chúng ta sẽ xem cái chỉ dẫn. Thứ nhất là bãi trung tâm, chúng ta sẽ đi thẳng vào đá Địa, giếng Tiên và đầu Rồng. Giếng Tiên là xin giới thiệu với mọi người là giếng của bà Tiên. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi thẳng xuống bãi trung tâm. Thì ở phía xa chúng ta là hai cái đảo ở phía xa. Đang lỡ quay phim. Chúng ta đang đi thẳng xuống bãi trung tâm. Nước biển ở đây thì nhìn cũng khá là sạch và trong. Ở phía phía dưới có thể nói là không được tròn, không được gọi là bãi trứng như ở ngày hôm qua chúng ta đi tham quan. Thì ở đây ta sẽ có một vài cái dừng lại để chụp một cái vài ảnh của eo gió. Nói chung ta sẽ tiếp tục đi. Hiện tại thì giá vé vào cổng của cái bãi eo gió này thì 25.000. Cũng phải nói là đây thì gió khá lớn, không nhiều. Chúng ta đang đi thẳng ra bãi này là bãi đá Địa. Ta sẽ tiếp tục nhé. Ở bên đây chúng ta thấy là rất nhiều xương rồng luôn. Đấy, xương rồng rất nhiều. Xương rồng gai, xương rồng đây. Rồi. Một bên là núi cao. Đây là đường xuống bãi đá Địa. Ở đây thì cũng có một cái bảng chỉ dẫn đây là nguy hiểm và chú ý rằng đá lở ở phía này là đá lở. Đó là tiếng cano ở phía xa. Ta đang xuống tới chỗ bãi đá Địa và bãi san hô thì cách chúng ta 50m. Bãi đá Địa đây chúng ta khá là nóng. Nóng quá. Tiếp tục cuộc hành trình ở eo gió. Và đây thì đang là bãi gì đây. Nói chung là toàn đá là đá thôi. Đây thì có một cái ngọn cờ của Việt Nam. Rồi.
chúng ta đang xuống phần giếng Tiên. Giếng Tiên. À, đây chính là giếng Tiên. Nước khá là mát luôn. À, có một tượng của Phật Bà. Và chúng ta xem coi là à, giếng Tiên. Thì chuyện kể rằng nơi đây là hàng ngàn năm trước bỗng xuất hiện một khe đá với dòng nước ngọt chảy ra quanh năm, và người dân địa phương tin đây là giếng được trời ban tặng và đặt tên là giếng Tiên. Vì là nước được trời đất ban tặng nên các bô lão cũng tin rằng uống nước giếng Tiên sẽ được ban tặng con cái, trẻ em mới sinh tắm nước giếng Tiên sẽ được phù hộ, phụ nữ mang thai uống nước giếng thì đẻ được mẹ tròn con vuông, và người đi thuyền cũng lấy nước uống để thuận buồm xuôi gió. Hay ta và chúng ta sẽ tiếp tục đến chỗ phần đầu rồng ở phía xa, chắc là cái đỉnh đá đầu kia. Ta thấy rất đúng đầu một con rồng. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ cùng coi nước giếng Tiên và thưởng thức một chút ít, uống thử nước giếng Tiên. Người đi thuyền thì thuận buồm xuôi gió, còn mình thì không không, mình đọc ngược lại chứ, người đi du lịch thì mình đọc ngược lại đi. Có gáo hẳn hoi nhá. Rất là mát từ khe đá này, đúng là nước ra giếng Tiên thiệt, rất mát luôn thưa quý vị. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi sang tham quan chỗ đầu rồng. À, từ xa thì tôi đã thấy cái mỏm đá phía kia là giống hình đầu của con rồng rồi. Đường đi ở đây thì chỉ đá và đá thôi, toàn là leo đá và cơ bản là khá gập ghềnh. Khéo tưởng tượng ở chỗ này có lạch nước, cái giếng Tiên nó chảy ra đây. Ở chỗ phần này nước ra là đang đường nước ngọt nhá. Ta sẽ đi theo đường này. Đây, nước này thì vẫn đang là phần nước ngọt này. Đúng rồi. Đây, ta đầu rồng đấy, có kiểu mũi tên chỉ rất rõ ràng đấy. Chúng ta sẽ chụp cận cảnh cái đầu rồng này.